Mình xin chào tất cả các bạn. Mình chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nha các bạn. Đây là máy chạy lưới B40 nha các bạn. Cái này là lưới B40 khổ 2m4 nha các bạn. Còn đây là dây để sản xuất lưới B40 nha các bạn. Cái này là khổ 2m4 nha các bạn. Mình cũng xin dừng video đây các bạn ơi. Các bạn hãy xem video và like ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.